trung nhìn lên bảng đây. Trang ơi, bây giờ em sắp vào học lớp 1 rồi, thế nên anh phải dạy chữ cho em biết để mai sau đi học em có biết đọc biết viết cơ. Bây giờ anh bắt đầu dạy chữ cái nhá. Chữ này này, đầu tiên đọc theo anh nhá. Thầy. Bi. 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 Si. Si. Di. 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 Y. Ơ, hình như thiếu một chữ rồi. Ơ, đến chữ F. Mà sao có chữ F? Nó lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Oh no. Có ai thấy chữ F ở đâu không? Ừ. Ui, cậu dạy thế nào mà lại thiếu chữ như thế này? Thì làm sao mà em Camini biết đọc, biết viết được? Rõ ràng tớ vừa nhìn thấy cái chữ F ở đây mà không biết nó lại chạy đi đâu mất rồi. Để tớ thử ra kia tớ tìm xem nào. Ô khách kìa, cái chữ kia cũng chạy đi mất rồi. Không biết nó có chạy ra vườn không nhỉ? Sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Nó màu đen đen cơ. Trang ơi, cậu có thấy không? Anh Nhi ơi, chữ chạy đi hết rồi. Cái gì cơ Cam? Các cái chữ kia cũng chạy đi hết rồi á? Ui, thế thì không được rồi cậu ơi. Chữ mà chạy đi hết như thế thì làm sao mà em Cam học bài được? Tớ ngửi thấy có cái mùi gì ấy. Khói cậu ơi. Hình như khói có một đám cháy ở đằng sau ngôi nhà này. Sao tự nhiên lại cháy hả cậu ơi? Tớ không biết. Bro. Liệu có phải là do chữ F nó gây ra không cậu ơi? Chúng mình thử lại đằng sau xem đi. Có ra là đám cháy ở đây cậu ơi. Cháy to quá. Khói quá. Cháy như này thì phải làm thế nào Trang ơi? Cháy như thế này mình tự dập cũng không được đâu. Phải nhờ đến xe cứu hỏa cậu ơi. Để tớ chạy về tớ gọi xe cứu hỏa của tớ đến nhé. Here we go. A few moments later. Đây, Nhím ơi, xe cứu hỏa đến đây, xe cứu hỏa đến đây. Cậu mang cái xe gì tới thế này? Xe cứu hỏa đấy cậu. Xe gì mà to thế này nhỉ? Ồ, nó còn có cái gầu múc này. Hình như sai sai cậu ơi. Xe mà có cái gầu múc thế này là xe máy xúc mà. Nó còn xoay đi, xoay lại như thế này. Thế đây, tớ thấy nó có một cái bồn to đùng ở phía sau này. Tớ tưởng cái bồn đằng sau này nó chứa nước, cho nên tớ mới mang cái xe này đến cho cậu đấy. Thế đây không phải là xe cứu hỏa à, mà là xe máy xúc à? Mà xe máy xúc thì cũng dùng cái gầu này để dập lửa được chứ sao? Cậu cho cái xe này vào, dập lửa đi. Ui, không được đâu. Cái xe máy xúc này, cái hộp này ấy, nó không phải là để chứa nước đâu, mà tớ nghĩ là để người lái ở bên trong đây này. Còn cái xe máy xúc này á, cái này á, khi mà nó cào vào lửa ấy thì nó làm cho cái đám cháy càng lan rộng ra hơn thôi, chứ làm sao mà dập được. Muốn dập được ấy thì phải có nước, nước mới xịt vào lửa thì nó mới dập tắt được chứ. Thôi đợi cậu lâu lắm, cậu đứng đây đi để tớ về tớ mang xe cứu hỏa ra đây. Đây rồi cậu ơi, đây đúng rồi, đây mới là xe cứu hỏa. Cái xe này cắt tỉa cây. Không không cậu ơi, xe cứu hỏa nó có nhiều chức năng lắm. Cái này ấy để nó có thể đưa lên cao đây này. Đấy, chẳng hạn như những cái đám cháy nào á, cao đúng không? Đúng rồi. Ờ, kiểu như đám cháy nhà cao tầng ấy nhà các cậu nhỉ? Đúng rồi. Xong rồi nó có thể đưa người vào lối cửa sổ để dập tắt đám cháy ở bên trong ấy. À. Còn xe nó phải màu đỏ này, sao nó có phải có một cái bình chứa nước ở đây này. Ồ, như này, hai cái xe này còn có hai cái ống khói to chưa các cậu ơi? Phía trước này chính là các chú lính cứu hỏa ngồi ở trên này đây đúng không? Nhưng mà nó còn đặc biệt ở một chỗ này cơ. Xe cứu hỏa nó có một cái vòi bơm đây này. À, cái vòi đen này chính là vòi chứa nước đúng không? Đúng rồi, nó nối là xuống là vòi nước đúng không? Nó nối xuống cái bình chứa nước đây này. Khi mà kể cả đám cháy mà nó còn cao hơn cả cái cần này, nó vẫn có thể dập tắt được đấy. Để tớ biểu diễn cho cậu xem này. Ngẩng cái vòi nước này lên này. Đấy. Đấy, cậu, wow. Cậu nhìn thấy chưa? Nước đang phun ra này các cậu ơi. Đấy, giả sử nhá, tớ còn cho nó ngẩng lên tít lên trên cây nhá, nó có thể xin nước lên trên cây kìa. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó tưới cây luôn rồi luôn. Còn nhá, nếu như đám cháy là cái đốm lửa đỏ đỏ kia nhá, tớ nhắm vào đốm lửa này, chuẩn bị cậu nhìn này.
Đấy, nhìn thấy chưa? Nó đang xịt vào cái đống lửa đỏ đỏ kia. Bây giờ tớ sẽ cho cái xe này to lên để ra dập cái đám cháy kia nhá. Nhìn kia, xe cứu hỏa đang xịt nước vào đám cháy rồi kìa Trang ơi. Ui, đám cháy liệu có bị dập tắt không cậu ơi? Chắc chắn là một lúc nữa là sẽ tắt thôi. Kia kìa, tớ nhìn thấy đám cháy đang nhỏ dần rồi kìa. Yeah, vậy là nhờ có cái xe cứu hỏa này mà đám cháy đã bị dập tắt rồi cậu ơi. Mình chạy lại xem ở trong đám cháy đấy có ai cần giúp đỡ không đi. Đây này. Ôi, công nhận cái xe cứu hỏa dập mạnh thật đấy. Hết xanh đám cháy rồi, chỉ còn mỗi ít tro tàn này. Đây là cái gì đấy? Một cái gì màu đen cậu ơi. Mà cậu trông nó có quen không nhỉ? Nhìn cái biểu tượng này như là biểu tượng của cái chữ gì nhỉ? Chữ gì? Chữ F. Đúng rồi, cậu nói tới mới để ý. Tại sao lại có chữ F ở đây nhỉ? À, tớ đoán ra rồi. Cái chữ F này là một cái chữ F rất là tinh nghịch và luôn nghĩ ra đủ trò tinh quái. Tớ đoán rằng vừa nãy cái đám cháy ở đây là do chữ F gây ra đúng không cậu? Đúng rồi, chính do cái chữ F nó gây ra cậu ạ. Mà cậu nhìn xem, tớ thấy ẩn sau đằng sau đống rơm kia có cái gì đó đang động đậy. Có cái gì đang động đậy á? À, Trang ơi. Con gì vậy? Ở đây có một con cua. Wow. Wow. Con cua này nó vẫn cử động được này. Một con cua to bằng bàn tay của cậu luôn. Tớ biết rồi, chắc vừa lúc nãy đám cháy to quá cho nên là bạn cua này mới trốn ở trong đấy đấy. Hey, what happened? Em Cam đang bắt cái gì thế kia hả Cam? Em nhìn thấy chữ ba nó bay ở lên trên trời. Ui giời ơi, mấy cái chữ cái này. Cái chữ B hình như là nó có hai cái cánh to to hay sao ấy. Trông nó như con bướm còn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mấy cái chữ cái này nó chạy linh tinh đi hết mọi nơi rồi. Tớ với cả cậu phải mau mau đi tìm thôi. Tớ ăn đi. Con tỏ mình nhảy như thế. Không thể để tình trạng này xảy ra được. Nếu mà mình cứ để cái chữ F này ở ngoài lâu á, nó phá hết cái khu này mất. Mà trời sắp tối rồi, nếu mà đến tối mình càng khó tìm cậu ạ. Bây giờ phải làm cách nào để tìm ra nó bây giờ? À, tớ nghĩ ra rồi. Tớ biết một cách mà có thể tìm được chữ F nhanh nhất cậu ơi. Cách gì? Nhà tớ có con chó Mick, mũi nó thính lắm. Cái gì nó cũng ngửi, nó cũng đánh hơi được. Bây giờ tớ sẽ về tớ nhờ bạn chó Mick giúp đỡ chúng mình nhé. Chó Mick, chị nhờ cái này. Ui giời ơi, đừng có mà nhảy lên người chị như thế nữa. Ui giời, con chó bắn nhắn thế này liệu nó có tìm được không? Này chó Mích ơi, ta có một rắc rối. Đó là cái chữ F ấy, nó cứ ở xung quanh đây, xong nó phá phách mọi thứ. Bây giờ, nào, dùng cái mũi này đi ngửi đi. Xem là chữ F ở đâu nào. Here we go. Ngửi đi, xung quanh đây xem nào. Chó Mích đang ngửi thấy gì chưa? Nó cứ ngửi tớ đây này. Đã bảo là ngửi cái chữ F cơ mà sao lại ngửi anh? Đây, đi ra đây, thử ngửi xem xung quanh đây cái chữ F nó đi đâu rồi. Hình như con chó Mích này nó đánh hơi được gì rồi cậu ơi. Nó ngửi thấy mùi gì à? Có mùi gì ở gần đây không Mích? Ô, hình như tớ nghe thấy tiếng của con chó Mích cậu ơi. Ôi, nhìn kìa, hình như nó đang đuổi theo cái gì kìa. À, nó đuổi theo cái chữ F kìa cậu ơi. Thế thì nó tìm được chữ F rồi, mình chạy ra đi. Ui, Trang ơi, con chó Mích nó bắt được cái chữ F rồi này Trang ơi. À, đây rồi, được rồi, thôi. Đừng có cắn chữ F như thế nữa chó Mích ơi, có bạn đi đâu đấy. Nào Mích, nhả ra. Wow, con chó Mích nhà cậu giỏi thật đấy. Nó đi nó bắt được cái chữ F rồi. Đã bảo rồi, chó nó có cái mũi thính lắm, nên là trốn ở đâu nó cũng tìm được ra đấy. Cái chữ F này vừa nãy nó còn ăn con thỏ của em Can đúng không? Nào, nhả ra nào. Wow. Nó nhả ra thỏ luôn này. Wow, một bạn thỏ màu trắng có đôi mắt màu đỏ, trông đẹp ghê. Em Cam ơi, đây phải thỏ của em Cam không? Đúng rồi chị ơi. Wow, con thỏ này đẹp thật đấy. Em phải lấy em nhốt vào, không cái chữ em nó ăn mất là lần sau anh không cứu được đâu. Bây giờ mình phải mang cái chữ này về, mình dán lên bảng để cho các chữ cái khác, tí nữa nó sẽ chạy về cậu ơi. Bây giờ chúng mình bắt được chữ F này rồi, chắc chắn các chữ cái kia sẽ theo về đây cậu ơi. Mình thử đi xung quanh đây xem có chữ nào ở đây không.
đâu, em cảm bắt được chữ gì? Toasty. Wow, để em xem nào. Ui, chữ gì mà có hai con mắt to lắm? Đây rồi, đây rồi, tớ bắt được rồi. Wow, cái chữ này là chữ gì đây em Cam? Chữ O cho như quả trứng gà. À, đúng rồi, đây là chữ O đúng không? Đúng rồi, em Cam bắt được chữ này có nghĩa là đã nhớ được chữ này rồi đấy. Thôi, em Cam cầm về treo nó lên bảng đi, để anh với chị Trang đi tìm tiếp. Tìm ở xung quanh đây kiểu gì cũng có Trang ơi. Có chữ nào trèo lên đây không nhỉ? Tớ nhìn thấy có một con mắt nè. Có một con mắt này của cái chữ nào đây? Chắc chắn nó là một cái chữ rồi. Để tớ bắt nào. Đây rồi, bắt được rồi. Lôi lên nào. Một con mắt đỏ, một con mắt xanh này. Wow. Đây là chữ gì đây? Chữ này là chữ gì đây các bạn ơi? Chữ này là chữ ti. Chữ ti hay còn gọi chữ tê, chữ tà. Được rồi, lại mang vào bảng thôi. Bạn nhím bạn bắt được một chữ rồi. Chả nhĩ, mình lại không bắt được chữ nào. Mà tớ phát hiện ra ở đây có một con ốc sên này. Con ốc sên này trèo lên đây làm gì nhỉ? À, nó phát hiện ra ở đây có hai chữ cái đang trèo ở trên cây này. Đây này, chữ cái nào đây để tớ thử lôi xuống xem nào. Ui dồi ôi, chữ gì mà lại có hai con mắt đỏ lom như thế này nhỉ? Cái chữ này trong bảng chữ cái tiếng Anh đọc là gì các bạn có biết không? V. Còn tiếng Việt thì đọc là V hoặc V. Thế còn đây là chữ gì nhỉ? Xem nào. Wow, chữ này cũng có hai con mắt đỏ lòm luôn. Chữ này có màu hồng. Chữ này các bạn nào biết đây là chữ gì không? Trong bảng chữ cái tiếng Anh, chữ này đọc là I. Tức là chữ Y đấy. Trang ơi, cậu cũng tìm được mấy chữ rồi à? Tớ tìm được hẳn hai chữ luôn đây này. Cậu lại mang về, dán hết lên bảng đi. Ở lớp học kia, các cái chữ cái nó cũng treo về đấy, gần hết rồi đấy.